Những thông tin về mức lương lên tới tiền tỷ mỗi năm của lãnh đạo một số doanh nghiệp công ích tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến dư luận không khỏi bất bình thời gian qua. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các bộ ngành địa phương tiến hành kiểm tra chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước. Việc kiểm tra được tiến hành đối với tiền lương trong 3 năm gần đây, từ năm 2010 đến năm 2012. Công văn cũng nêu rõ, quá trình thực hiện cho thấy về cơ bản các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương gửi báo cáo đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2013. Trước đó, 4 doanh nghiệp công ích của thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện trả lương ở mức cao bất thường cho giám đốc và có sự bất bình đẳng về chế độ tiền lương. Ngày 4 tháng 9, lãnh đạo thành phố đã quyết định đình chỉ chức vụ của lãnh đạo 4 công ty. Thậm chí nhiều luật sư còn cho rằng việc lãnh đạo nhận mức lương khủng này còn có dấu hiệu vi phạm hình sự.